Tân binh 52 triệu bảng của MU gây ấn tượng. Ngay trong lần đầu tiên chơi bóng cho Manchester United, trung vệ Lenny Zoro sớm phát huy những phẩm chất hay nhất của mình. Đồng hồ điểm phút thứ 10 trên sân Murrayfield, Edinburgh, Scotland, trận giao hữu giữa Rangers và Manchester United tối ngày 20 tháng 7, trung vệ Zoro có pha tắc bóng chính xác ngăn chặn Cyril Dessers. Đây là tình huống tân binh 52 triệu bảng của Quỷ Đỏ ở kỳ chuyển nhượng hè 2024 cho thấy tốc độ và sức mạnh trong lúc theo kèm đối thủ. Pha truy cản chính xác của Zoro giải nguy cho Manchester United trước một tình huống nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới bàn thắng. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của cựu cầu thủ Lille trong lần đầu tiên khoác áo Manchester United. Trung vệ người Pháp được rút khỏi sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Trước Rangers, huấn luyện viên Erik ten Hag xếp Zoro đá chính và đảm nhận vai trò trung vệ lệch phải. Suốt 45 phút của hiệp 1, tài năng 18 tuổi người Pháp có tỷ lệ chiến thắng 100% khi tranh chấp tay đôi. Tỷ lệ truyền bóng thành công đạt 92%, thực hiện 4 đường truyền dài, 2 lần cướp bóng, 1 lần khóa người, một tình huống phá bóng giải nguy và một cú tắc bóng. Dù mới chân ướt chân ráo tới Manchester United, phong thái thi đấu của Zoro toát lên sự tự tin và rất điềm tĩnh. Cầu thủ này mạnh dạn cầm bóng, dám thực hiện những đường chuyền bóng dài lên phía trên. Điểm trừ của Zoro đến từ pha chuyền sai, có thể một phần do không hiểu ý đồng đội. Tuy nhiên, khó trách trung vệ tuổi teen khi bản thân chỉ mới ký hợp đồng với Manchester United cách đây không lâu. Khép lại cuộc chạm trán giữa hai đội, Manchester United giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của Quỷ Đỏ được ghi do công Amad Diallo và Zoho Kiu chia đều trong hai hiệp. Trận giao hữu tiếp theo của thầy trò Erik ten Hag là chạm trán Arsenal vào ngày 28 tháng 7. Theo Daily Mail, Zoro sớm gây ấn tượng với các đồng đội trong buổi tập đầu tiên ở Manchester United ngày 19 tháng 7. Theo đó, cầu thủ này thể hiện một số động tác nhanh nhạy lúc thực hiện bài chuyền bóng ma, giúp bản thân nhận được những tiếng hò reo khen ngợi từ các đồng đội. Việc huấn luyện viên Erik ten Hag để Zoro đá chính trước Rangers thật sự bất ngờ. Dù vậy, cầu thủ này có màn trình diễn coi được. Với những gì thể hiện, người hâm mộ tin rằng Zoro sẽ là đối trọng lớn thách thức vị trí của Harry Maguire. Hôm ngày 18 tháng 7, Manchester United đạt thỏa thuận chiêu mộ Zoro từ Lille với giá 52 triệu bảng. Quỷ Đỏ đánh bại Real Madrid, Liverpool và Paris Saint-Germain trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ 18 tuổi, người thuộc nhóm tài năng thế hệ tiếp theo của bóng đá thế giới.